Xin chào các bạn, Long đây và hôm nay Long sẽ trả lời vài comments của một cái video Long đã post vừa rồi. Đó là người nước ngoài nói tiếng Việt. Có thể là video này gây tranh luận chút xíu về cái ở dưới cái phần comments. Và Long muốn giải thích cho rõ cho các bạn hiểu ý của Long cho rõ hơn. Người nước ngoài nói tiếng Nam dễ nghe hơn. Hỏi giọng Bắc là dễ nghe nhất, dễ nói nhất và mang tính phổ thông nhất. Từ ca nhạc đến thơ văn phim ảnh, giọng Nam dễ thương, thoải mái, không nặng tính học thuật và nghị sự. Cái này á thì cũng đúng, nhưng mà đối với Long á, không có tiếng nào hơn tiếng nào hết, không có miền nào hơn miền nào. Tiếng Việt đa dạng mà, đúng không? Giọng này cũng đa dạng hết, cũng như tiếng Anh thôi. Tiếng Anh cũng có giọng Anh, giọng Mỹ, giọng Úc, giọng Sing, giọng các giọng. Không có giọng nào không giọng nào hết. Giọng này cũng là đúng mà, đúng chuẩn theo mình. Thì tiếng Bắc mà đúng chuẩn thì cũng hay, tiếng Nam đúng chuẩn cũng hay mà. Không có giọng nào hơn giọng nào đâu. Video nên tích cực hơn, sẽ tạo thiện cảm hơn cho người xem. Chứ nhiều đoạn hai ông này thì hơi thiếu tôn trọng, mở ngoặc, hoặc cũng có thể đùa giỡn, hỏi chấm. Còn một chỗ nữa, ông Việt kia bảo giọng Kyo bóng mén, trong khi tao thấy hành động cử chỉ giọng điệu của mấy ông mới bóng mén ý. Thứ nhất bạn ơi, tôi bóng mén, bạn kia Diamond Princess. Diamond Princess chào. Đi vào đây mình các bạn, nó làm việc bên ngoài luôn. Là bóng mén luôn. Hai chị em mình rất là tự tin về giới tính của mình. Yeah. Mình không có yếu gì hết. Tôi muốn coi bóng mén là chuyện của tôi, bị tôi bóng mén. Tôi muốn coi bóng mén thì chuyện vui vẻ thôi mà, đó sao đâu. Thì khâu giấc ai không biết, khâu giấc có vợ có con, thì mình biết ổng là straight thôi. Nhưng mà mình muốn kêu ổng bóng mén chắc ổng cười thôi đúng không? Có sao đâu, đùa giỡn với giới tính có gì đâu à. Mẹ. Nhưng trong clip này thì nên react chuẩn đoạn Dan Howard nói từ lời lẽ phát âm rất chính xác đó. Dấu hỏi, dấu ngã thì luôn là điểm yếu của các bạn trong miền Nam. Ngay cả bạn Nam bên phải cũng không phát hiện ra. Ok, cái này thì luôn có lại đã mình ngu thiệt các bạn ơi, mình ngu thiệt. Đều chấp nhận có lỗi, ok, không được học được bài mới. Cảm ơn bạn đã giúp cho mình học được bài mới hôm nay. Chính tả là mình sai thiệt luôn á các bạn. Nó còn dở hơn mình để chính tả luôn. Có cái này á, luôn nói thẳng luôn, đây chỉ là video reaction thôi. Mình chỉ là react về tiếng Việt của họ thôi. Ủa, mình react tự nhiên thôi mà. Cái này đâu phải là mình lên kịch bản hay là mình so sánh là người ta cái gì đâu. Chỉ là để vui thôi, nó thế mà. Chỉ là để vui thôi mà. Rồi, khác được. Rồi. Chỉ là để vui thôi. React là người ta nói kiểu tự nhiên. Có phải chuyên gia ngôn ngữ đâu mà yêu cầu như thế. Cái clip react của Long với Lệ Lệ chỉ mang tính chất vui vẻ thôi. Và Long không có cố ý làm xúc phạm đến bạn nào hết. Và nếu như mà bạn đã làm bạn cảm thấy xúc phạm vì là cảm thấy khi thị vùng miền hay gì á, thì cho Long gửi lời xin lỗi nha. Và mình một lần mong là các bạn vẫn chào đón những cái video mới của Long nha. Nhớ bấm subscribe và coi những cái video mới của Long. Bye bye.